vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, sẵn sàng. Xin được trân trọng kính mời các vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo an tọa, các em học sinh ngồi xuống. Đội cờ, đội trống, đội kiệu về vị trí. Để tiếp nối chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời thầy giáo hiệu phó Nguyễn